Khổng Tước Thần Chủ lên tiếng bảo vệ Thạch Hạo, thế là cuộc xung đột nhanh chóng nổ ra. Cường giả của Thiên Nhân tộc nhanh chóng xuất hiện, người tới là một lão già hộ đạo của Thiên Nhân tộc, cảnh giới cấp giáo chủ, hai vị thiên thần phải chắp tay cung kính. Từ điều này cũng có thể thấy được địa vị và thực lực của người hộ đạo còn cao hơn hai vị thiên thần. Lão bộc phát lực lượng trấn nhiếp, Khổng Tước Thần Chủ vẫn ngồi yên một chỗ và lên tiếng nhắc nhở. Nếu đối phương đã là người hộ đạo thì chắc là biết tới tiền căn hậu quả. Thạch Hạo không mang sống chết hộ tống thiên tài của Thiên Nhân tộc trở về, chẳng có làm gì sai cả. Vậy mà bọn họ lại nhốt cậu tại đây. Chẳng lẽ là đối phương cũng muốn bảo thuật bí pháp trên người cậu? Các cảnh giới trên thiên thần đều có thể xưng là giáo chủ. Trừ phi lại tiếp tục đột phá đến cực hạn nhân đạo là chí tôn cảnh thì làm việc mới không cần cố kỵ. Hôm nay đã gieo nhân, ngày khác tự khắc gặt quả. Hôm nay, Thiên Nhân tộc làm việc sai lầm, ngày sau sẽ vì vậy mà hoàn toàn suy bại. Lão già hộ đạo vẫn cứng rắn, còn hỏi thăm ngược lại. Khổng Tước Thần Chủ là đang uy hiếp hay sao? Thần Chủ cho rằng mình đang giải cứu cho Thiên Nhân tộc một kiếp nạn. Nếu không ngày nào đó Liễu Thần tái xuất thì Thiên Nhân tộc sẽ bị xóa tên khỏi thượng giới. Thạch Hạo cũng không ngờ rằng Liễu Thần lại có uy danh lớn như vậy ở trên thượng giới. Tuy nhiên những lời khuyên của Khổng Tước Thần Chủ lại không khiến cho lão già hộ đạo rút lui, thậm chí còn tức giận thêm. Lão cho rằng chuyện của tộc mình không cần đối phương xen vào. Dứt lời liền động thủ đánh về phía Khổng Tước. Khổng Tước thấy vậy cũng chỉ đành động thủ. Chỉ sau vài chiêu giao thủ, lão già hộ đạo đã bị chặt đứt một cái sừng trên đầu. Tuy rơi xuống thế yếu, nhưng nơi này là Thiên Nhân Thành, là địa bàn của Thiên Nhân tộc nên lão ta vẫn tự tin. Lão bạo phát thực lực, điều động bí bảo mở ra một cái cấm chế. Hành động dốc toàn lực này chính là đang muốn dồn Khổng Tước Thần Chủ vào chỗ chết. Thế là thần chủ cũng không nương tay nữa, ông lấy ra một cái pháp bảo. Pháp bảo bay ra ngoài rồi phá tan cấm chế của đối thủ. Kết giới bên ngoài bị phá hủy, lão già hộ đạo cũng bị trọng thương nặng. Thạch Hạo cũng bất ngờ vì thực lực của Khổng Tước Thần Chủ quá mạnh mẽ. Từng là nguy cơ đã được hóa giải. Vậy nhưng ai ngờ đám cường giả bên ngoài thành đã nhân cơ hội kết giới bị phá hủy để xông vào. Người đến đều là các giáo chủ, đội hình 6 cường giả vượt qua cảnh giới thiên thần. Thạch Hạo biết mình hôm nay khó thoát thân rồi, tất cả đều đến đây tìm Thạch Hạo. Có người thì muốn đòi lại công đạo cho tộc nhân của mình. Chỉ riêng giáo chủ Bồ Thiên Giáo là chưa có ai từng hy sinh dưới tay Thạch Hạo. Cho nên, lão ta nhanh trí khuyên cậu gia nhập vào Bồ Thiên Giáo. Hành động tới đây lôi kéo làm cho những lão giả khác không đồng ý. Thạch Hạo từ chối lời đề nghị này, cậu chỉ đi theo Khổng Tước Thần Chủ mà thôi. Khổng Tước Thần Chủ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phá vòng vây. Mấy lão già bên kia lập tức uy hiếp, dù có đuổi tới chân trời góc biển thì cũng phải bắt lấy tiểu tử hoàng này. Ở đây đông người như vậy, cho dù không giữ được thần chủ thì cũng sẽ lấy được mạng của Thạch Hạo. Rõ là như vậy, thực lực mỗi người ở đây đều vô cùng cao cường. Một lão già lập tức động thủ, thân ảnh biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Tốc độ quá nhanh, Khổng Tước Thần Chủ còn chưa kịp phản ứng thì Thạch Hạo đã gặp nguy hiểm. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên, lão già kia bị truyền tống ngược về vị trí cũ. Người xuất thủ là Diệp Khuynh Tiên, nàng lên tiếng tuyên bố hôm nay sẽ bảo vệ Thạch Hạo, xem ai dám phản đối. Cô nàng thi triển thần thông đóng băng không gian và thời gian, sau đó tiến lại trò chuyện với Thạch Hạo, dù dê cậu đi theo mình. Nhưng Thạch Hạo vẫn cứ như cũ từ chối. Nàng cho biết những người ở đây đều là đại nhân vật, chúa tể thế lực lớn các nơi, là chiến lược cấp cao ở thượng giới này, cậu không biết sợ hay sao? Thạch Hạo vẫn tỏ vẻ mình không sợ, Diệp Khuynh Tiên nghe vậy liền thu hồi thần thông đóng băng. Ngay khi mọi thứ trở lại bình thường, cung chủ Hòa Ma Cung lập tức tung một chiếc lồng vũ về phía Diệp Khuynh Tiên. Cô nàng này chỉ nhẹ nhàng bạo phát khí thế đã ngăn cản được công kích, sau đó quay lại uy hiếp, dự định sẽ nhổ thêm vài cây lồng trên người lão. Nàng lần nữa ngưng tu thần lực tạo ra một vòng xoáy năng lượng rồi điều khiển nó tấn công. Cung chủ Hòa Ma Cung lấy ra một chiếc cánh, phóng ra vô số chiếc lồng vào vòng xoáy nhưng không làm gì được. Thậm chí chiếc cánh cũng bị đánh nát, khiến lão bị trọng thương nghiêm trọng. Chỉ nhẹ nhàng giao thủ đã đánh bại được cường giả cấp giáo chủ, thực lực cô nàng này quá mạnh. Nhị ngốc từ thế vậy cũng lên tiếng khen ngợi cô nàng. Diệp Khuynh Tiên tiến lại trị thương cho Thạch Hạo, sau đó yêu cầu một lời giải thích cho hành động của bọn họ, nếu không thì không có ai yên thân đâu. Thiên thần Thiên Nhân tộc lấy lý do rằng Thạch Hạo trộm bí thuật của Thiên Nhân tộc, Diệp Khuynh Tiên lập tức cắt lời. Ngày đó nàng cũng ở Huyết Sắc Bình Nguyên, tận mắt chứng kiến được Thạch Hạo liều chết hộ tống Vân Hy, bảo cậu trộm bí thuật thì đúng là nực cười. Thế là lão ta nín họng không nói được gì nữa. Diệp Khuynh Tiên muốn trừng phạt kẻ đã làm cậu bị thương. Lão già cai ngục nhanh chóng bị túm cổ kéo ra ngoài. Thiên thần Thiên Nhân tộc thấy vậy liền sử dụng pháp bảo tấn công nhưng không làm gì được. Thậm chí còn bị một cái phất tay của cô nàng đánh cho đau tay. Đau thực lực không nổi,
nên lão đành phải chuyển sang nói bằng lời, cho rằng thuộc hạ của mình làm việc quá tay, bọn lão sẽ tự có cách xử trí. Lời này chỉ đang tìm người gánh tội thay, muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Diệp Khuynh Tiên biết thừa ý đồ nên cũng không buông tha, thấy là tất cả cường giả thiên nhân tộc đành phải hợp sức. Bọn họ đồng loạt tế ra pháp khí rồi hướng công kích về phía cô nàng. Diệp Khuynh Tiên cũng vẫy tay thi triển sức mạnh, thần lực cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Chiêu này được gọi là tiên đạo thần hình, đám cường giả thiên nhân tộc bị một kích chấn nhiếp, ngay cả cường giả thiên thần cũng bị thương, còn lão gia quan ngục thì nhanh chóng bị phế đi tu vi. Đám giáo chủ cũng nhận ra chiêu thức của Diệp Khuynh Tiên, rất có thể trên người nàng có pháp khí có thể hiện hóa thần hình. Phải hay không thì bọn họ phải thử mới biết được. Phó chủ của thiên quốc lập tức động thủ tấn công, nhưng công kích quá yếu ớt, lão nhận ra đây chính là pháp khí chân chính nên vô cùng hoảng hốt. Tương truyền rằng thế gian này chỉ có hai món tiên đạo thần hình, hai món đó đều đến từ nơi sâu nhất của cấm khu, như vậy cô nàng này chính là từ nơi đó ra ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa rằng cô gái đứng trước mặt này là một người có thực lực và sự hiểu biết nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Khuynh Tiên không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, nàng lập tức muốn đưa Thạch Hạo rời đi. Lão tổ của tần tộc lập tức lên tiếng, công đạo của Thạch Hạo đã giải quyết xong, vậy còn công đạo của tần tộc vẫn chưa rõ ràng, sao có thể để cho tiểu tử này rời đi được. Diệp Khuynh Tiên không trả lời vấn đề này, nàng nhắc tới chuyện Thái Cổ Minh Ước. Ở đây có một số giáo chủ hoàn toàn không biết Thái Cổ Minh Ước là gì. Được biết rằng năm xưa có 6 đại thiên nhân được xưng là bất bại tiến vào cấm khu, nhưng cuối cùng chỉ có lão thiên nhân của thiên nhân tộc trở về. Có lẽ là vì đã lập một hiệp ước gì đó. Đến bây giờ đến lượt lão tổ của thiên nhân tộc góp sức rồi. Có một số giáo chủ ở đây chưa từng tham gia lập ước, nhưng rồi sẽ đến lượt, ai cũng không thể tránh thoát. Chưa từng tiến vào cấm khu thì cũng phải công nhận mình ước, cho nên nàng nhắc nhở bọn họ đừng nên đắc tội mình. Giáo chủ Ma Quỷ Viên vẫn thắc mắc nên hỏi thăm lý do tại sao Diệp Khuynh Tiên lại bảo vệ cho Thạch Hậu. Nàng ta thẳng thắn cho biết mình chỉ là được người khác nhờ và giúp đỡ. Hơn nữa chính bản thân Thạch Hậu cũng đáng để nàng ra mặt. Còn nàng yêu cầu thiên nhân tộc chuẩn bị một cái truyền tống trận siêu cấp để cho cậu rời đi. Sau khi Thạch Hậu quay người rời đi thì Vân Hy cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Trong lòng nàng cực kỳ mâu thuẫn, Thạch Hậu khổ cực hộ tống mình 10 vạn dặm đường. Vậy mà sau khi đến đây lại bị bắt giữ tra tấn, nàng thấy mình không có mặt mũi nào để nói lời tạm biệt nữa, chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mà thôi. Ra đến truyền tống trận, Thạch Hạo liền chắp tay cảm ơn Diệp Khuynh Tiên và Khổng Tước Thần Chủ. Diệp Khuynh Tiên đưa cho cậu một tấm phá giới phù và nhắc nhở rằng sau khi được truyền tống thì lập tức dùng tấm phù này, nếu không thì nguy hiểm đó. Quả đúng như lời nàng ta nói, ngay khi Thạch Hạo vừa được truyền tống đi thì ba lão già đã xông vào truyền tống trận, bọn họ muốn đuổi theo truy sát. Thế là Thạch Hạo lập tức sử dụng phá giới phủ, mở ra một khe nứt bên trong thông đạo, chui qua khe nứt và thoát thân. Nhờ vậy mà bà lão già cũng hết cách truy đuổi. Kiếp nạn của Thạch Hạo đến đây cũng qua đi. Tập phim được khép lại, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem tiếp nhé! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!